quý vị, thưa các bạn, trong xu thế hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, chiến lược đúng đắn có vai trò quyết định trong sự phát triển và lớn mạnh của doanh nghiệp. Với những nỗ lực phát triển bền bỉ và ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, thỏa mãn sự mong đợi của người tiêu dùng, Sapeco với thương hiệu dẫn đầu là bia Sài Gòn đã 5 lần liên tục vinh dự được công nhận là thương hiệu quốc gia. Để đạt được ghi nhận này, Sapeco đã đáp ứng bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI năm 2023 với 130 chỉ tiêu, trong đó có 82 chỉ tiêu liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp luật, một yêu cầu bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp. 48 chỉ số nâng cao liên quan đến sáng kiến kinh doanh bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích cho đối tác, cộng đồng và các bên liên quan. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động tiêu cực đến trái đất, vấn đề môi trường trở nên cấp thiết hơn. Từ nhà quản lý đến doanh nghiệp và người tiêu dùng đều nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Là một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đồ uống Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn đã áp dụng nhiều sáng kiến xanh trong hoạt động sản xuất và ghi những dấu ấn nhất định. Doanh nghiệp đã hoàn thành việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại 9 nhà máy bia, gồm Củ Chi, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Hà Nội, Tây Đô, Vĩnh Long, Nguyễn Chí Thanh, Bạc Liêu và Quảng Ngãi, nâng tổng số nhà máy trong hệ thống sử dụng nguồn năng lượng mặt trời lên 18. Khi đưa vào khai thác thì chúng tôi đã tiết kiệm được về chi phí năng lượng. Mỗi tháng như thế là tầm từ 120 triệu đến 150 triệu tùy theo vào cái kế hoạch sản xuất của chúng tôi. Và sau khi cái dự án này đưa vào khai thác thì đã giảm phát thải khí CO2 rất là đáng kể, là nó nằm trong cái việc mà chúng tôi phấn đấu để phát triển về cái tính bền vững và bảo vệ môi trường của Sài Gòn, của Ngãi nói riêng và của Sapeco nói chung. Đến nay, toàn bộ hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại 18 nhà máy bia ước tính đáp ứng gần 23% lượng điện tiêu thụ tại đây, giúp tiết kiệm 25 triệu kWh điện, tương đương 18.000 tấn CO2 được cắt giảm mỗi năm, đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam vào năm 2050, theo cam kết của chính phủ Việt Nam tại COP26. Hướng tới sự bền vững trong hoạt động sản xuất, Sapeco đã khánh thành trung tâm phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành giai đoạn 1, dự án tổng thể kho bãi, điều vận nhằm nâng cao năng lực cho chuỗi cung ứng, hạn chế tác động tới môi trường. Chúng tôi sử dụng các cái nguồn năng lượng mặt trời để thay cho cái nguồn điện. Hiện nay là 26 nhà máy thì chúng tôi đã lắp ráp, đã và đang lắp ráp 18 cái nhà máy sử dụng cái hệ thống năng lượng mặt trời. Và chúng tôi tiết giảm điện 40% cái lượng điện sử dụng. Mục tiêu của chúng tôi là chúng đến năm 2030 chúng tôi sẽ tiết giảm 76.000 tấn CO2, tương đương với 50% cái lượng khí CO2 mà phát ra trong toàn thể công ty. Cho đến nay, Sapeco không chỉ thúc đẩy các sáng kiến xanh trong nội bộ mà còn tăng cường hợp tác với các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội, triển khai nhiều chương trình phát triển bền vững trong cộng đồng. Ví dụ như dự án thắp sáng đường quê, doanh nghiệp phối hợp cùng Trung ương Đoàn lắp đèn năng lượng mặt trời tại các địa phương, góp phần nâng cao nhận thức về năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, góp phần mang đến môi trường sống an toàn hơn cho hàng trăm ngàn hộ gia đình. Có thể thấy, trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã triển khai các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị ESG khác nhau thông qua 4 trụ cột phát triển bền vững, bao gồm tiêu thụ, bảo tồn, văn hóa và đất nước. Phát triển bền vững trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tầm nhìn của doanh nghiệp, cũng như cam kết hỗ trợ các mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh trong giai đoạn 2021-2030.